Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam không những xóa bỏ vị trí ốc đảo của năm xã huyện Nam đàn Nghệ An và năm xã huyện Đức Thọ Hà Tĩnh trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân vùng lũ, mà còn giải quyết tốt vấn đề mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông ở khu vực cầu đường sắt Yên Xuân, tạo điều kiện thuận lợi về thông thương để người dân vùng Nam Nghệ Bắc Hà phát triển kinh tế. 3 tháng qua, đơn vị thi công đang quyết liệt để đảm bảo tiến độ cho công trình. Với tổng chiều dài công trình khoảng 3,42 km, trong đó phần cầu dài trên 1,8 km, phần đường hai đầu cầu khoảng 1,55 km. Dự án có tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng. Cầu Yên Xuân là hạng mục bổ sung vào dự án BOT tuyến tránh thành phố Vinh và mở rộng quốc lộ 1, đoạn 5 cầu Bến Thủy tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh do Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4, Senco 4 làm chủ đầu tư. Được khởi công từ đầu tháng 10 năm 2015, nhưng phải đến giữa tháng 11 năm 2015 mới bắt đầu có mặt bằng thi công. Từ đó đến nay, Senco 4 đã tập trung nhân lực, thiết bị, thi công 3 ca liên tục với số lượng cán bộ kỹ sư, công nhân thi công trên công trường gần 500 người. Anh em công nhân công ty cổ phần 482 cũng là cố gắng hết sức, mặc dù là cũng là đây là cái thời điểm giao à, giữa năm cũ và năm mới, trời thì cũng rất à, thuận lợi, nhưng mà anh em rất là cố gắng à, đồng viên nhau và cũng là được sự à, cổ vũ và đồng viên tinh thần của công ty cũng như là ban lãnh đạo chỉ huy đội. Theo tiến độ thi công cam kết với Bộ Giao thông Vận tải, công trình sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2017. Nhưng Senco 4 đã quyết tâm đạt mục tiêu hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới trước ngày 31 tháng 5 năm 2016, thông xe kỹ thuật vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2016 và hoàn thành cầu vào ngày 30 tháng 11 năm 2016 theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Đến thời điểm này, tức là sau lễ khởi công chỉ mới 3 tháng thi công nhưng các đơn vị thi công đã hoàn thành đường công vụ, mặt bằng công trường, đường điện, cầu công vụ mố nhô và nhà ở công trường. Nhiều hạng mục khác như đúc dầm, trụ, cọc khoan nhồi cũng đã được triển khai vượt tiến độ. Hiện các đơn vị thi công đã đẩy nhanh cái công tác khuy đồng ban đầu để triển khai thi công. Tổng tí chắc định là đấy là một cái công trình mà phải thực hiện tốt cái công tác an toàn lao động về sinh môi trường, đặc biệt là cái công tác chất lượng của công trình phải luôn luôn được đảm bảo thì hiện nay toàn bộ anh em kỹ sư và công nhân ở trên công trường đều xác định được cái nhiệm vụ này và đang tích rất tích cực để đẩy nhanh cái tiến độ thi công và đặc biệt là vào những ngày giáp tết giáp tết thì tinh thần lao động ở trên công trường lại càng hăng thái hơn công trình cầu Vinh Xuân là đã được tỉnh là xác định đây là một công trình trọng điểm của tỉnh thì phải nói rằng ấy là cái việc triển khai xây dựng công trình trọng điểm này ấy, thì nói là đưa cái chủ đầu tư cũng như là đưa nhà thầu thi công đã rất nỗ lực để triển khai công trình này và chúng tôi đánh giá rất cao là cái việc triển khai của à, các đơn vị liên quan để thực hiện à, triển khai à, dự án. thì à, việc à, đối với à, tỉnh và cũng như là ngành giao thông nghề án ấy, thì chúng tôi cũng xác định đây là một cái việc là trách nhiệm để tạo mọi điều kiện cho cái việc tháo gỡ mọi khó khăn để triển khai dự án nó mang lại cái, à, để đẩy nhanh cái tiến độ đáp ứng đúng yêu cầu. Với không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi của các đơn vị thi công trong những ngày đầu năm mới, đã và đang góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích của công trình cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam. Sau khi xây dựng xong, cầu Yên Xuân sẽ cùng với đường tỉnh lộ 558, quốc lộ 15A, cầu Linh Cảm trở thành mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh và ngắn nhất nối Từ Vinh đến cửa khẩu Việt Lào, góp phần phát triển hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi về thông thương để người dân vùng nam nghệ bắc hà phát triển kinh tế vươn lên theo hướng ổn định bền vững